Đây là hình ảnh của Moni khi tan trường. Bạn ấy rất là năng động cả nhà. Đấy, hôm nay trời rất là đẹp cho nên là mẹ chọn phương án là đón Moni đi bộ về nhà. Đây sẽ là cái cảnh mà không bao giờ có và trước đây cũng chưa từng có khi mà còn ở Việt Nam. Moni có một cái ba lô đi học, em ấy dùng để kéo, nhưng mà cả nhà có nhìn thấy đó, cái sự năng động của em ấy, thay vì là đi bộ kéo thì em ấy vác trên vai, xách trên tay luôn chứ không có cần mà kéo. Đây là đường phố của Vancouver ở trường học của Moni đi ra. Hôm nay trời đẹp, nhiệt độ bên ngoài khoảng 9 độ C mà thôi. Em khi mà được thấy được mẹ đi đón thì rất là vui vẻ, hăng hái, và mình thường gọi em là con chim sẻ của mẹ. Chà, đấy, Moni không có kéo đâu, mà đó, xách như vậy đó. Mà nói mẹ nói là để khi mẹ xách cho hoặc là mẹ kéo cho thì em không, để con tự làm. Đấy, tính tự lập của một đứa trẻ 6 tuổi ở một cái đất nước phát triển, họ đào tạo như thế đó cả nhà. Những cái điều này thì không có ba mẹ nào bắt buộc hay yêu cầu được hết, mà chỉ có các em ấy muốn làm mà thôi. Giờ đấy, khi mà mẹ đón thì em ấy rất là vui vẻ, và bây giờ thì đang đi qua đường đó. Khi qua đường thì ở đây rất là hay, các em bé đi rất là tự tin và mình cảm thấy rất yên tâm. Đó, nó sẽ có một cái nơi để các em ấy bấm vào cái đèn. Ở đây là cái đường đang, ở cái đoạn đường là đèn sẽ liên tục chớp xanh. Và khi có người đi bộ đi ngang thì mình sẽ bấm vào cái nút màu vàng. Và trong vòng vài giây thì đèn đỏ sẽ bật lên và hai bên đường sẽ nhường cho cái người đi bộ được ưu tiên. Và khi người đi bộ đi qua bên kia đường thì đường sẽ trở lại là đèn chớp xanh và xe của hai bên sẽ đi một cách bình thường. Đó, đó là lý do mà các em khi mà đi trên đường thì rất là yên tâm là các em sẽ được an toàn. Và khi đi bộ thì ở Canada sẽ có một cái làn đường dành riêng cho người đi bộ như thế này. Đó, cho nên là các trẻ em đi học hầu như là mình sẽ thấy các em... Đó, các em cứ mang ba lô đi dung dăng dung dẻ, không có sợ là xe quẹt hay là lấn đường hay là có cái phương tiện chạy ngược chiều vân vân. Các em được đi một cái làn đường riêng như thế, và tất cả những người đi bộ là những người, những đối tượng được ưu tiên. Đó, có các chị cũng đi học về.